chúng tôi hơn triệu người. Chúng tôi nói nhiều thứ tiếng. Chúng tôi từ nhiều sắc tộc khác nhau. Chúng tôi tin vào ba nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Chúng tôi thiền định, tu luyện một thân thể khỏe mạnh và một nội tâm hòa ái. Nhưng chúng tôi đang bị bức hại một cách tà ác, bất công, bởi những con người không hiểu chúng tôi. Họ đã bị lừa dối bởi chế độ độc tài hủ bại. Tâm trí họ bị che mờ và trái tim họ bị đầu độc. Chúng tôi đã phải chịu tù đày, cưỡng bức lao động, tra tấn và chết đã 20 năm mà không hận thù người anh, người chị của chúng ta. Điều gì sẽ xảy đến với một linh hồn nếu nó lựa chọn con đường tăm tối? Chúng tôi muốn chia sẻ ánh sáng. Thức tỉnh Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Đi theo ánh sáng, hãy tự do và tham gia cùng chúng tôi trong buổi lễ của chân, thiện, nhẫn.